và khán giả thân mến, đất nước ta mang tên nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quốc kỳ của ta là lá cờ đỏ sao vàng, hay quốc ca là bài hát tiến quân ca đầy hào hùng. Vậy quý vị có biết những quyết định thống nhất quan trọng này đã được đưa ra trong thời kỳ nào của đất nước? Câu trả lời chính là Quốc hội khóa 6. Diễn ra từ năm 1976 đến năm 1981, Quốc hội khóa 6 không chỉ là cột mốc đánh dấu sự thống nhất về mặt nhà nước sau 30 năm chiến tranh chia cắt hai miền Nam Bắc nước ta, mà còn là cột mốc của những quyết định trọng đại của đất nước. Sau chiến thắng lịch sử 30 tháng 4 năm 1975, nước ta hoàn toàn thống nhất. Song về mặt lãnh thổ, trên mỗi miền có một hình thức tổ chức nhà nước khác nhau. Hội nghị lần thứ 24 Ban chấp hành Trung ương Đảng họp trong tháng 9 năm 1975 nhấn mạnh, thống nhất đất nước vừa là nguyện vọng thiết tha của nhân dân cả nước, vừa là quy luật khách quan của sự phát triển cách mạng Việt Nam, của lịch sử dân tộc Việt Nam. Những ngày tháng 4 năm 1976, đất nước ta từ Bắc tới Nam, từ miền xuôi đến miền ngược, tưng bừng ngày hội lớn của non sông, tổng tuyển cử bầu Quốc hội thống nhất. Cuộc tổng tuyển cử bầu ra Quốc hội khóa 6 ngày 25 tháng 4 năm 1976 đã thành công rực rỡ, với tỷ lệ cử tri đi bầu rất cao. Cái chủ quyền, cái tự do của đất nước thống nhất. Cái thứ hai nữa là nó nối lên cái khát vọng, cái nguyện vọng về thống nhất đất nước và muốn là đất nước phát triển theo một cái hướng tốt đẹp hơn sau khi nhà nước chúng ta đã thống nhất được hai miền Nam Bắc. Trong phiên họp đầu tiên, Quốc hội đã tiến hành bầu các chức danh quan trọng của đất nước. Đồng chí Tôn Đức Thắng được bầu làm Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Lương Bằng được bầu làm Phó Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Hữu Thọ được bầu làm Phó Chủ tịch nước, đồng chí Trường Chinh được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đồng chí Phạm Văn Đồng được bầu làm Thủ tướng Chính phủ. Quốc hội khóa 6 đã quyết định đổi tên nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa thành nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Quốc kỳ được quy định là lá cờ đỏ sao vàng. Quốc huy mang dòng chữ Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Quốc ca là bài tiến quân ca. Thành phố Sài Gòn gia định đổi tên thành thành phố Hồ Chí Minh và thủ đô của nước Việt Nam thống nhất là Hà Nội. Trong nhiệm kỳ 5 năm, Quốc hội khóa 6 đã quyết định những vấn đề quan trọng như thể chế nhà nước, luật bầu cử đại biểu Quốc hội và hiến pháp mới của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, hiến pháp năm 1980. Cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội ngày 25 tháng 4 năm 1976 là ngày hội biểu dương vĩ đại của lực lượng và ý chí của toàn thể nhân dân Việt Nam. Thành công của cuộc tổng tuyển cử đánh dấu bước thắng lợi quyết định của nhân dân ta trên con đường thống nhất nước nhà về mặt nhà nước, cũng là thắng lợi của đường lối cách mạng sáng tạo của Đảng dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh, thực hiện hoàn toàn lời khẳng định của Người: nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một.